Xin chào, đây là The Backroom Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về Level 11, The Endless City, hay Thành phố Vô Tận. Level 11, Survival Difficulty, Class 1, Safe, Secure, Minimal Entity Count. Level 11 là một thành phố vô tận với các tòa nhà, cửa hàng và các tòa nhà dọc trời. Level này bao gồm cả các tòa nhà có cấu trúc tương tự với những tòa nhà trong The Front Room hay thế giới mà chúng ta đang sống. Những tòa nhà này được thiết kế ngẫu nhiên với các cấu trúc và nội thất bên trong cũng ngẫu nhiên. Một số tòa nhà thì trống rỗng, nhưng một số tòa nhà thì lại đầy đủ nội thất. Bạn có thể vào một số tòa nhà, còn một số tòa nhà khác thì bị khóa kín và không thể vào được. Bên trong các tòa nhà rất kỳ lạ và dị thường, vì đôi khi bạn có thể nhìn thấy những cầu thang dẫn đến hư không, cửa các mặt ngẫu nhiên của các tòa nhà, vân vân. Một số tòa nhà có khả năng bị xếp chồng lên nhau một cách kỳ lạ, hoặc thậm chí là kẹt vào bên trong nhau, mặc dù thực tế điều đó là không thể xảy ra. Level này không có chu kỳ ngày đêm và luôn bị kẹt ở ban ngày, mặc dù có một số level cho thấy level 11 vào ban đêm, chẳng hạn như level 9. Phần lớn vỉa hè được làm bằng bê tông, nhưng những vỉa hè hiếm khi có thể dẫn đến những ngõ cụt hoặc đi xuyên qua các tòa nhà. Những con đường nhựa ở level 11 rất ấm và khô, ngược lại hoàn toàn với level 9. Những con đường được sơn tương tự như những đường bình thường với những vạch màu vàng. Những chiếc đèn đường đôi khi sẽ bật, đôi khi sẽ tắt. Almond Water là một mặt hàng khá là phổ biến trong level 11. Chúng xuất hiện từ vòi phun nước, tủ đông lạnh, máy bắn nước ngọt tự động và hơn thế nữa. Có một sự kiện kỳ lạ có thể xảy ra trong level 11, đó chính là sẽ có một mô hình ngẫu nhiên của một chiếc xe ô tô sẽ xuất hiện và lăn trên đường phố cho đến khi nó ngừng lăn bánh. Những phương tiện này thường là không hoạt động và trống trơn, mặc dù đã có báo cáo về các faceling bên trong chiếc xe đó, hoặc có thể là một nhóm 4 faceling bên trong xe. Level 11 có nhiều địa danh thành phố từ khắp các nơi trong The Front Room. Những địa danh này có thể được công nhận là các công trình kiến trúc từ New York, Chicago, Los Angeles và hơn thế nữa. Các cấu trúc này có cùng tính chất với các tòa nhà còn lại ở level 11 và đã được đề cập trước đây. Trên thực tế, Wi-Fi ở level 11 vẫn tồn tại và đang hoạt động. Tên của các kết nối này khá là ngẫu nhiên và không có mẫu tương ứng. Faceling và Hound là những thực thể sinh sản duy nhất ở level 11 và dường như ở level 11 có một hiệu ứng kỳ lạ gọi là The 11 Effect, khiến cho hành vi của những thực thể này thay đổi. Chúng hoạt động như những người bình thường và những con chó bình thường. Hiệu ứng này sẽ khiến cho những thực thể này sẽ cố gắng tương tác với những người lang thang trong nỗ lực giao tiếp. Các thực thể khác bao gồm Deadmod, Crawler, Smiler hầu như không thể tìm thấy. Cũng có báo cáo cho thấy các thực thể nguy hiểm từ level 9, The Neighborhood Watch, The Observer, The Manglet đã được báo cáo ở level 11. Nhưng rất có thể chúng đã đi lạc vào level 11 này từ level 9. Một số thực thể đặc biệt cư trú ở level 11 là Akros, cư trú ở The Headquarter, và thực thể con người mang tên Ralph nằm ở một trong những tòa nhà có tên là Radio Backroom Studio ở level 11. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần căn cứ và cộng đồng. Trong level 11, có rất nhiều cộng đồng đang sinh sống tại level 11 và căn cứ cũng như vậy. Vậy nên mình sẽ chỉ kể những cái tên tiêu biểu của level 11 ra thôi. Đầu tiên là căn cứ beta của MEG, follower của Jerry Blue Salvation, The Citizen of Level 12, The AEA, viết tắt cho Anti-Entities Agency. Cuối cùng là Level 12 Service Outpost Packet Scale, The UBDS. Level 11 lần đầu tiên được phát hiện khi một nhóm người đi lạc vào level này khi đi theo các dấu hiệu ở level 9. Một loạt các báo cáo đã được gửi đến MEG trong năm 2016, bao gồm bằng chứng video về ba kẻ lang thang đang sử dụng máy bay không người lái để ghi lại cảnh trong level 11. MEG đã cử trung đoàn Compass Boy để đi điều tra. Sau khi được phát hiện,
nó nhanh chóng được đưa vào mục Lever và được nhập bản đồ bởi người lập bản đồ theo dõi trung đoàn Bloodhound. Sau khi hoàn thành công việc này, MEG bắt đầu giúp đỡ những người lang thang bị mắc kẹt ở Level 11. Vì Level 11 là một level khá an toàn, vậy nên mọi người từ các level khác nhau bắt đầu chuyển đến level này để sinh sống. Và giờ, Level 11 là nhà của họ. Sau đây, mình sẽ chỉ kể một số trong tất cả các lối vào và lối thoát của Level 11. Vì lối vào và lối thoát của Level 11 là rất rất nhiều và nó có thể ảnh hưởng đến độ dài của video. Nên chúng ta sẽ bắt đầu với cách để vào. Cách phổ biến nhất để vào Level 11 là qua Level 9, nơi bạn phải đi theo các biển báo trong khoảng từ 100 đến 200 km. Khi làm như vậy, môi trường sẽ bắt đầu thay đổi từ từ và bạn phải tuân theo các dấu hiệu để vào được Level 11. Bạn cũng có thể vào Level 11 bằng cách di chuyển trong The Metro. Ở Level 11.1, bạn có thể vào Level 11 bằng cách đi bộ về phía thành phố ở phía xa. Tìm một con đường dài ở Level 66 sẽ dẫn bạn đến Level 11. Bước vào một chiếc máy Arcade màu cam ở Level 25 sẽ dẫn đến Level 11. Tiếp theo sẽ là lối thoát. Một số tòa nhà trong Level 11 sẽ dẫn đến Level 0, Level 1, Level 2, Level 3, Level 4 và Level 196. Một số cánh cửa sổ ở Level 11 có thể dẫn bạn đến Level 12. Đi vào những cánh cửa cổng còn sẽ có thể dẫn đến Level 34. Bạn có thể tìm thấy một sân bay ở Level 11. Vào sân bay đó để được đến Level 36. Leo lên hàng rào liên kết chuỗi gần một số vùng đất trống để lên được Level 205. Đi xuống tàu điện ngầm sẽ dẫn đến Level 59. Tìm một tòa nhà hình trụ ở Level 11 sẽ dẫn bạn đến Level 86. Bước vào một tòa nhà chung cư nhất định ở Level 11 sẽ dẫn bạn đến Level 13. Và tất nhiên, còn rất rất nhiều cách để thoát ra khỏi Level 11. Thế nhưng, mình sẽ chỉ kể đến đây thôi. Vậy nên, cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và chúc một ngày tốt lành.